Xin kính chào các anh chị trong YouTube hội viên của AZFIN Việt Nam. Thì nằm trong khuôn khổ của YouTube hội viên thì AZFIN sẽ cung cấp đến quý các anh chị các cái clip đánh giá về các cổ phiếu, nhận định đánh giá về chiến lược đầu tư, tư duy đầu tư để cung cấp đến các anh chị những cái thông tin nhằm tham khảo trong quá trình ra quyết định đầu tư của mình. Thì với mỗi clip này thì chúng tôi sẽ cung cấp đến các anh chị trong YouTube hội viên trước khoảng độ 1 tuần. Sau đó thì 1 tuần hoặc 2 tuần thì chúng tôi sẽ cung cấp public ra bên ngoài ở trên kênh YouTube Chứng khoán TV AZFIN Việt Nam để cho tất cả các nhà đầu tư có thể tham khảo. Thì ở nội dung hôm nay thì chúng tôi cung cấp đến một cái cổ phiếu là PSD đề xuất đến để các anh chị tham khảo. Thì đây được coi là một cái cổ phiếu giá trị bị lãng quên. Thì tiếp theo về các cái thông số cơ bản của PSD. Đúng không? Trước khi đến với thông số cơ bản của PSD thì tôi xin giới thiệu một chút. PSD là một trong 3 công ty phân phối bán buôn các cái thiết bị ICT lớn nhất Việt Nam, gồm PSD, FPT Cinex và DigiWorld. Thì trước đây thì 3 công ty này vị thế dẫn đầu là FPT Distribution. Rồi sau đó thì FPT có thoái một nửa vốn cho Cinex và nó đổi tên thành FPT Cinex từ năm 2017. Rồi tiếp theo, sau đó một thời gian thì cổ phiếu DigiWorld, công ty DigiWorld thế giới số thì họ nhận được cái phân phối độc quyền của Xiaomi và một số hãng. Thế thành ra họ đã vươn lên dẫn đầu vượt qua FPT Distribution cũng như PSD. Trong khi đó trước đây thì vị thế của ba công ty là FPT Distribution, PSD rồi đến DigiWorld. Thì hiện nay thì DigiWorld đã vươn lên dẫn đầu, rồi sau đó đến FPT Cinex rồi đến PSD. Đó là cái lịch sử của ba cái hãng phân phối lớn nhất Việt Nam hiện nay. Thì trước đây thì DigiWorld từ năm trước năm 2016, 17, 18 thì có thể nói nó chỉ tương đương hoặc nhỏ hơn PSD thôi. Và hiện nay thì nhờ cái việc vươn lên mạnh mẽ trong 3-4 năm qua mà vốn hóa của DigiWorld đã cao gấp khoảng 9 lần so với PSD, một mức chênh lệch rất khủng khiếp đúng không ạ? Còn PSD thì về cơ bản gần đây thì cũng không được nhiều nhà đầu tư chú ý đến. Tuy nhiên nó vẫn đang lầm lũi đi lên với những cái tiến triển mới, do đó chúng tôi mới đánh giá rằng nó đang bị lãng quên. Thì về cái thông số cơ bản của PSD thì tôi xin được cập nhật như sau. Giá biến động trong 52 tuần là 9.700 đồng đến 19.500 đồng. Số lượng cổ phiếu lưu hành là 39.887.409 cổ phiếu. Giá thị trường là 17.200 đồng. Vốn hóa thị trường là 678,09 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu cuối quý 1 2023 là 554 tỷ đồng. EPS 4 quý gần nhất là 2.310 đồng. Như vậy, PE bằng 7.1 lần, PB bằng 1.21 lần. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cái luận điểm mà chúng tôi đề xuất để anh chị tham khảo cổ phiếu PSD. Thứ nhất đó là kinh tế đang có dấu hiệu phục hồi 6 tháng cuối năm 2023. Cụ thể thì theo những thống kê đánh giá có thể thấy rằng về cơ bản, lĩnh vực bán lẻ, bán buôn các cái thiết bị ICT cơ bản tạo đáy vào từ cuối tháng 5 đến tháng 6 năm 2023. Do đó, kỳ vọng rằng có thể trở lại vào cuối năm 2023. Đặc biệt là từ quý 4 năm 2023 thì nó sẽ có sự chắc chắn hơn. Tiếp theo, khi mà cái việc kinh tế phục hồi ấy, thì rõ ràng rằng các cái hãng bán lẻ, bán buôn về các cái thiết bị ICT sẽ có cái sự phục hồi tương đối mạnh mẽ nhờ vào cái sức cầu tăng trở lại, đúng không ạ? Do thu nhập của người dân cũng ổn định trở lại hơn. Cái sự lo ngại, lo sợ từ cuối 2022 nó đã giảm bớt đi nhiều. Vấn đề ở luận điểm thứ hai đó là PSD hưởng lợi lớn từ các cái sản phẩm của nhà Apple ngày càng được ưa chuộng trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Và có thể thấy ở Việt Nam, các anh chị có thể thấy các cái thiết bị của Apple đang ngày càng đa dạng hơn. Ví dụ như sản phẩm điện thoại chẳng hạn, thì trước đây Samsung thống trị, rồi có những cái thời những cái điện thoại khác thống trị, nhưng mà dần dà người ta nhận thấy rằng cái khách trung thành của iPhone lại tăng lên và các hãng khác chuyển sang iPhone nhiều hơn rất nhiều so với người dùng iPhone chuyển sang các hãng khác. Bên cạnh đó thì cái xu hướng hiện đại sử dụng công nghệ nhiều thì người ta cũng sử dụng rất nhiều các cái sản phẩm ngoài iPhone như là iPad, đúng không ạ? MacBook vân vân, rất phổ biến và rất nhiều, đang tăng dần lên từng ngày nhờ vào
cái sự bền bỉ của các cái sản phẩm, cũng như cái thương hiệu mạnh và cái đẳng cấp khi sử dụng các cái sản phẩm của Apple. Thì PSD thì mới được phân phối các cái sản phẩm ngoài iPhone tại Việt Nam. Thì nhóm các sản phẩm này thì có thể đóng góp hiện nay thì lên tới 50% lợi nhuận của PSD. Do đó rằng với cái xu hướng tăng trưởng mạnh, việc tiêu thụ các cái sản phẩm của Apple thì có thể giúp cho PSD tăng trưởng tốt trong tương lai. Thứ ba là định giá PSD rẻ nhất ngành với PE bằng 7.1 lần như chúng ta vừa được cập nhật ở trên. So với trung bình thị trường hiện nay của lĩnh vực bán buôn và bán lẻ là 24,8 lần. PB là 1.21 lần, so với trung bình là 2,83 lần. Còn PS tức là giá trên về doanh thu thì chỉ bằng 0,08 lần so với trung bình. Trung bình là 0,25 lần nhé, 0,25 lần. Đấy là PS, anh chị nhé. PS tức là giá thị trường trên với doanh thu. Thì PSD này doanh thu khoảng 8.000 tỷ nhưng giá vốn hóa chỉ đâu đó hơn 600 tỷ thôi. Phải nói là một mức định giá gọi là rất thấp. Tiếp theo, vấn đề thứ tư đó là tỷ suất cổ tức của PSD cao với lợi tiền mặt 1.000 đồng trên một cổ phiếu, tương ứng với 5,7% so với thị giá. Như chúng ta đã biết, ví dụ như là FRT hay là MWG hay DigiWorld, nếu trả cổ tức thì cũng chỉ 500 đồng đến 1.000. Trong khi giá thì thường cao gấp khoảng độ 32,5 đến 4 lần, thậm chí 5 lần so với PSD. Tất nhiên vị thế của các công ty kia nó lớn hơn thì nó có quyền định giá cao hơn. Tuy nhiên thì một cái mức định giá chênh lệch quá lớn này thì cũng cho thấy PSD đang bị lãng quyền, đang bị định giá thấp. Tiếp theo thì về cái vấn đề dự báo đánh giá kết quả kinh doanh của PSD năm 2023. Về doanh thu thì có thể đạt từ 7.800 tỷ đến 8.300 tỷ đồng, tùy thuộc vào cái việc kinh tế trở lại như thế nào. Về lợi nhuận sau thuế thực sự là cũng rất khó dự đoán, thì chúng tôi cho rằng quý 1 đạt kém khoảng quanh 20 tỷ thì quý 2 vẫn kém, bởi vì do quý 2 cái tiêu thụ các cái sản phẩm này thì vô cùng ì ạch. Tuy nhiên nó có thể dần trở lại vào quý 3, trở lại nhẹ vào quý 3 và có thể tăng tốc tốt vào quý 4 năm 2023. Do đó thì cái việc dự báo hiện nay là rất khó khăn, đặc biệt là dự báo trong cái bối cảnh biến động như thế này. Chính vì thế cho nên là chúng tôi cũng đưa ra cái lợi nhuận sau thuế tham khảo, đó là sử dụng cái kế hoạch của PSD đưa ra. Thì thông thường cái kế hoạch của PSD đưa ra thì cũng tương đối sát hoặc tương đối thận trọng. Thì kế hoạch họ đưa ra là 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Thì nếu mà nhìn quý 1 mới đạt 20 tỷ thì có vẻ vẫn tương đối thách thức. Tuy nhiên nếu cuối năm mà kinh tế trở lại ổn thì việc này cũng không phải là một vấn đề lớn. EPS là 3.010 đồng, PE forward 2023 là 5.4 lần, PB forward 2023 là 1.05 lần và PS thì vẫn bằng đâu đó 0.08 lần. Từ năm 2024 thì nếu mà kinh tế trở lại bình thường thì mỗi năm PSD có thể tăng trưởng khoảng 12 đến 18% lợi nhuận sau thuế nhờ chủ yếu vào các cái sản phẩm của Apple. Thì lưu ý các anh chị là PSD được phân phối các cái sản phẩm ngoài iPhone nhé, tức là không được phân phối iPhone mà phân phối các sản phẩm khác như iPad, đúng không? Như MacBook hay là các cái sản phẩm khác của Apple. Thì với những cái gì mà cái công ty này đang có thì PSD xứng đáng với mức định giá PE khoảng 8 đến 11 lần, tương ứng với giá trị cổ phiếu cho đầu năm 2024, giá trị nhé, khoảng từ 25.480 đồng đến 35.000 đồng trên một cổ phiếu. Còn việc giá cổ phiếu ở trên thị trường, tức là thị giá, nó biến động về vùng như thế nào thì nó còn phụ thuộc rất nhiều vào cái thị trường chung, vào cái nền kinh tế nói chung của chúng ta. Và tất nhiên nó cũng chỉ phụ thuộc một phần vào thôi vào cái giá trị của doanh nghiệp. Như anh chị có thể thấy rất nhiều các cổ phiếu về rất thấp và chỉ trong 2-3 tháng tăng gấp đôi. Đó không phải là 2-3 tháng đó giá trị cổ phiếu tăng gấp đôi, doanh nghiệp tăng gấp đôi, mà là do giá thị trường biến động theo cái tình hình kinh tế thị trường cũng như thị trường chứng khoán nói riêng. Thì đấy là những cái đánh giá của chúng tôi. Còn ở việc định giá thì chúng tôi sẽ xác định dựa vào các phương pháp để xác định được cái giá phù hợp, giá hợp lý là khoảng nào, chứ cũng không thể dự báo được giá thị trường sẽ ở khoảng nào. Thì đấy là chia sẻ cùng anh chị để hiểu rõ thêm. Tiếp theo chúng ta đánh giá qua một chút về cái bức tranh tài chính của PSD thì chúng tôi đánh giá là lành mạnh. Đầu tiên nếu mà nhìn nợ vay thì là 1.508 tỷ tại ngày 31 tháng 3 2023, cao gấp gần 3 lần so với vốn chủ sở hữu là 534 tỷ đồng.
Nếu nhìn đây thì có thể thấy rằng đây là một vốn và ba nợ rất rủi ro, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng tôi đánh giá rất lành mạnh là có lý do của nó. Lý do thì ở đây, xin mời quý vị nhìn, tiền tương đương tiền có 45 tỷ thôi, nhưng mà đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, tức là gửi ngân hàng, lên đến 1.252 tỷ. Như vậy tổng tiền mà gửi ngắn hạn thì lên đến 1.300 tỷ. Thì với cái con số nợ ở trên này là 1.500 tỷ, thì nếu mà họ muốn thì họ có thể rút hết tiền về họ trả nợ, thì nợ ròng của họ đâu đó có 200 tỷ thôi, đúng không? Có khoảng 200 tỷ. Thì nếu nợ 200 tỷ thì so với vốn chủ sở hữu của họ ở trên này là lên đến 534 tỷ thì nó ở mức khá nhỏ, không hề lớn một chút nào. Tiếp theo thì cái vấn đề thú vị nữa của PSD thì đây là một doanh nghiệp bán lẻ, thì do đó là họ đầu tư tiền vào hàng tồn kho nhiều, thì tồn kho của họ là 1.245 tỷ. Thì cái tồn kho này họ có thể chỉ cần hạ một chút là họ có thể thu lại được cái tiền và trả nợ rồi. Lưu ý với anh chị là tồn kho của các cái doanh nghiệp bán buôn này ấy, thì về cơ bản là nó cũng khá là thanh khoản. Anh chị có thể thấy doanh thu của doanh nghiệp này một năm lên đến gần 8.000 tỷ mà tồn kho có 1.200 tỷ. Tức là trung bình tồn kho của họ có hơn một tháng rưỡi một chút thôi. Thanh khoản rất tốt. Thế do đó là cái việc nợ vay kia thì không vấn đề, không quá quan trọng. Cần thiết thì họ có thể giảm hàng tồn kho một chút để họ có thể trả ngay. Bởi vì cái tính thanh khoản của tồn kho đối với các công ty bán buôn thiết bị ICT này là rất là nhanh. Rất nhanh. Thì do đó là chúng tôi kết luận rằng bức tranh tài chính của PSD là lành mạnh. Tiếp theo là về kết quả kinh doanh. Thì về doanh thu chúng ta có thể thấy quý 1 2023 kém so với quý 1 2022 khá nhiều. Thì nguyên nhân đến từ các yếu tố như sau. Một là do quý 1 2022 Covid vẫn còn. Thế thành ra cái nhu cầu mua các cái sản phẩm ICT để sử dụng cho cái việc làm việc online thì vẫn còn rất lớn. Thì do đó doanh thu của quý đó nó tăng rất là mạnh và nó cao, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trong cái quý 1 2023, khi mà kinh tế khó khăn cũng như trước đấy người ta đã mua rất nhiều rồi thì nó sẽ đình trệ tạm thời trở lại. Bởi vậy cho nên doanh thu đâu đó giảm khoảng độ 420 tỷ đồng, tương ứng với giảm khoảng độ 17-18%, cũng tương đối mạnh đấy, đúng không ạ? Từ đó khiến cho lợi nhuận gộp của công ty này thì nó lại đạt 89 so với 92,3 tỷ trước. Như vậy về cơ bản nó giảm đâu đó có 3,5% lợi nhuận gộp. Từ đó có thể thấy biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp này đang tăng lên. Nó cho thấy rằng là các cái sản phẩm của doanh nghiệp này bán thì có biên tăng lên. Cụ thể hơn đó là các cái sản phẩm liên quan đến Apple có biên lợi nhuận tốt hơn, đóng góp tốt hơn, đúng không ạ? Đóng góp tốt hơn. Tiếp theo, về cái doanh thu tài chính thì cũng có sự tăng trưởng nhờ tiền gửi là gia tăng, đúng không ạ? Nhờ tiền gửi gia tăng, anh chị có thể thấy là tiền gửi ngân hàng là hơn 1.200 tỷ phía trước, tăng so với cuối năm 2022 và đặc biệt so với quý 1 2022 thì nó có tăng. Thì lãi suất tăng thì nó cũng tăng. Tuy nhiên cái chi phí tài chính của nó cũng tăng rất mạnh do cái lãi suất PSD vay chung của thị trường nó cũng tăng cao. Từ đó khiến cho cái chi phí tài chính này tăng rất mạnh. Từ 7 chưa đến 7 tỷ mà lên đến 35 tỷ, tức là tăng tới 28 tỷ. Và đó cũng là một cái nguyên nhân chính khiến cho cái lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm tới 19 tỷ so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận gộp chỉ giảm có hơn 3 tỷ, anh chị nhá. Thì cái điều này với cái việc lãi suất của cuối năm 2023 dự báo là sẽ suy giảm, thì tất nhiên chúng tôi đánh giá kết quả kinh doanh quý 2 của PSD vẫn khó, nhưng từ quý 3, quý 4 trở đi thì cái chi phí tài chính sẽ giảm tốt. Điều này nó góp phần làm tăng cái lợi nhuận cho PSD cho cuối năm 2023, anh chị nhá. Rồi tiếp theo về cái lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó đạt có 22,7 tỷ thôi. Nó giảm cũng khá mạnh so với mức 37 tỷ của năm trước. Tức là về cơ bản nó giảm khoảng độ gần 40% đấy, đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đánh giá với một cái nền cao của 2022 cộng thêm lại cái sự khó khăn của 2023, đầu 2023 thì đây là một cái kết quả cũng hoàn toàn chấp nhận được. Nếu chúng ta xem xét đánh giá các cái doanh nghiệp khác cũng vậy, ví dụ như là DigiWorld hay là FRT, tức là FPT bán lẻ đấy, rồi tiếp theo là Thế Giới Di Động, thì họ suy giảm lợi nhuận khủng khiếp hơn rất nhiều, cho thấy là cái sự ổn định của PSD như vậy là được đánh giá cao, đúng không ạ? Tiếp theo về cái
Đánh giá về cái kết quả quý 2 thì như chúng tôi đã đánh giá phía trên, nó có khả năng vẫn thấp và quý 3 có thể dần phục hồi nhẹ trở lại và quý 4 có thể tăng trưởng tốt nếu mà cái điều kiện kinh tế diễn ra như hiện nay. Tiếp theo là về cái rủi ro của PSD. Thì thứ nhất là kinh tế phục hồi chậm hơn dự báo thì có thể khiến kết quả kinh doanh của PSD trở lại chậm hơn. Bởi vì dù sao PSD cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái sức cầu của nền kinh tế, và sức cầu của nền kinh tế thì phụ thuộc vào cái tốc độ tăng trưởng cũng như sự trở lại của kinh tế Việt Nam như thế nào, đúng không ạ? Thứ hai là cái khủng hoảng chiến tranh và bất ổn địa chính trị trên thế giới, nếu mà nó diễn ra phức tạp thì nó có thể ảnh hưởng rất lớn đến các cái doanh nghiệp niêm yết ở trên sàn về cái việc là giá thị trường cũng như là về cái kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này. Và yếu tố thứ ba là thanh khoản của PSD khá thấp. Thì theo chúng tôi đánh giá thì cái lưu hành bên ngoài nó không phải, nó cũng tương đối ít một chút. Thứ hai là chủ yếu là do đây là một cổ phiếu giá trị, thế thành ra cũng rất nhiều nhà đầu tư họ gom, họ giữ rất là chặt, thì do đó là cái thanh khoản thì nó không được cao, đúng không? Nếu vào cái size tiền lớn, cái cỡ tiền lớn thì là chưa thực sự phù hợp với cái cổ phiếu này, bởi vì thanh khoản nó cũng không không phải là cao, đúng không? Tiếp theo với cái đề xuất của AZFIN thì nhà đầu tư có thể tham khảo ở cái vùng giá hiện tại, tức là đầu 17, 17, 2 gì đó. Còn nếu mà yêu thích cái cổ phiếu này mà nhà đầu tư mua mong muốn mua thì chỉ nên phân đồ tối đa 10% giá trị tài khoản thôi, và không nên phân quá 20% đối với ngành bán lẻ và phân phối. Bởi vì về nếu quý vị nào mà cầm bán lẻ và phân phối nhiều rồi thì tốt nhất nên tạm dừng, chứ không nên phân phối quá nhiều để tránh những cái rủi ro cục bộ của các cái ngành hoặc các cái doanh nghiệp. Lưu ý là như vậy. Và cái việc chốt lời thì khi đạt mục tiêu về định giá thì có thể chốt lời để chúng ta bảo toàn cái kết quả của chúng ta. Còn cái việc có thể cắt lỗ không là có, nếu mà những cái điều kiện kinh tế vân vân nó xảy ra rất khủng hoảng, rất ác liệt, khiến cho cái cơ bản của PSD thay đổi một cách mạnh mẽ, hoặc PSD bị cắt phân phối của Apple chẳng hạn, hoặc vân vân, thì điều đó là chúng ta cần phải quyết liệt, chúng ta có thể cắt ra, thì tức là nó thay đổi cơ bản của doanh nghiệp. Về cái miễn trừ trách nhiệm thì mọi thông tin thì AZFIN đưa ra thì dựa trên các cái nguồn đánh giá mang tính chất khách quan. Tuy vậy thì không thể tránh khỏi những cái thiếu sót hay những cái bất ngờ. Ngoài ra thì có những cái sự kiện bất ngờ trên thị trường nó có thể ảnh hưởng, nó làm biến đổi, thay đổi đi những cái thông số của doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng không thể gọi là nắm bắt được hết, đúng không ạ? Còn AZFIN thì đề xuất nhằm cung cấp thông tin tham khảo, và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với cái kết quả đầu tư của quý vị. Mỗi người đều có chịu trách nhiệm với cái việc là đầu tư của mình, với việc xuống tiền của mình, với việc phân bổ tài sản của mình, đúng không ạ? Quyền lợi thì mỗi nhà đầu tư tự nhận cho chính mình, đúng không ạ? Và trách nhiệm thì cũng tự nhận cho chính mình. Thì chúng tôi chỉ đưa mang tính chất cung cấp tham khảo thôi. Nhà đầu tư cả nào cảm thấy thú vị, cảm thấy hay thì có thể tham khảo, đúng không ạ? Có thể chia sẻ, có thể là follow kênh chặt, đúng không ạ? Thì trên đây chính là những cái nội dung về cái đề xuất cái cổ phiếu PSD để cho quý nhà đầu tư trong YouTube hội viên tham khảo. Và lưu ý rằng là chúng tôi cung cấp những cái clip này đến với các thành viên YouTube hội viên là trước 1 đến 2 tuần, sau đó khoảng 1 tuần hoặc 2 tuần thì chúng tôi sẽ công bố và public ra bên ngoài về cái khuyến nghị, cái đề xuất này, để cho các nhà đầu tư bên ngoài cũng có thể tham khảo. Và xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở nội dung tiếp theo.